chào tất cả các bạn đã ghé kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình cũng sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn những cái con robot của mình đã có, nhưng mà mình rút kinh nghiệm á, tại vì cái hai cái video đợt trước á, có một số bạn yêu cầu là mình review lại những cái con 4x4 và 5x5 á, thì đâm ra các bạn câu những cái con đó hoài các bạn chán. Thì hôm nay á, mình sẽ làm ngẫu nhiên, mình sẽ lấy đại vài ba con hay 5-7 con gì đó ngẫu nhiên mình sẽ review cho các bạn. Thứ nhất là để cho các bạn bất ngờ, cái loại thứ hai là để làm cho nó phong phú, thì các bạn chứ ví dụ như mình giới thiệu review 4x4 thì toàn những con 4x4 không, hay 5x5 thì toàn con những con 5x5 không á, thì các bạn coi các bạn cũng chán đúng không. Thì giờ mình sẽ lấy ngẫu nhiên luôn tất cả các con 5-7 con gì đó, đầu mình sẽ review cho các bạn để cho các bạn bất ngờ coi là những con gì đúng không đó. Với lại mình cũng đang đợi 7-8 đơn hàng mà mình đặt Shopee hôm 8 ngày 8 tháng 8 về á, thì mình sẽ review tiếp cho các bạn nữa. Rồi thì bây giờ các bạn cùng mình xem coi là mình review những con gì nha. Rồi. Đây đầu tiên là em này là GTS V2 em mà bản WCA. Đó. Đúng rồi, Wheel Long GTS V2, bản là bản WCA nè các bạn. Bản này hình như là cái hãng GTS này, hãng Muju GTS này làm ra để tặng riêng cho cái người mà có cái kỷ lục nè, 3.47 nè, phải không các bạn? Đó. Thì theo mình được biết là như vậy á. Đây. Thì hộp phụ kiện của nó thì mình chỉ quay sơ sơ cho các bạn coi thôi. Đó. Nó chỉ có dít với mấy cái gì thôi, tại vì hộp phụ kiện của mấy con này thì nó chỉ có như vậy à. Đó. Nó được đóng trong một cái hộp như vậy nè. Và hồi trước á mình còn không biết cái cách sử dụng cái này nữa, bây giờ mình mới biết nè, là gắn cái này vô nè các bạn. Đó. Giờ để con robot nè. Đó. Vậy mà hồi trước mình không biết mình không biết cái tác dụng của cái này là gì. Đó. Thì cái hộp ở đây. Đó. Con này thì mình thấy chơi rất là mượt luôn á, thì không biết các bạn nào mà đã từng chơi con này rồi á thì để lại comment cho mình biết nha. Đó, nhựa nó là nhựa bóng đời cũ nè. Đó. Cái màu đỏ nó rất là đậm luôn. Đó. Mà nó rất là mượt luôn các bạn. Nó mượt mà 500 nó đã lắm. Đó. Rồi sao mình làm hư luôn rồi. Rồi bỏ nó qua một bên. Tiếp đến là em GTS V3 đó, và GTS V3 em. Thì bữa bạn nào có yêu cầu mình review mấy con của Muju đi đó, thì cái này như của Muju mà không các bạn. Đúng rồi đó, đây là Muju. Bữa giờ mình đọc comment có rất là nhiều bạn luôn á, kêu mình review con Muju. Thì giờ mình đây mình sẽ review. Tại hôm qua, mấy cái video hôm qua hôm kia đó là có nhiều bạn yêu cầu mình review con 4x4 với 5x5 á, thì nên thôi mình cãi lâu lâu mình gom lại mình review cho các bạn luôn. Hộp phụ kiện của nó thì cũng tương tự như nhau rồi. Muju đa số là mấy cái phụ kiện nó chỉ có mấy ốc dĩnh về thôi à, mấy con vít mấy ốc chỉnh thôi chứ không có cái gì mà khác lạ hết. Đặc trưng của nó đó là cái hộp của nó nè. Đặc trưng là nó làm mấy cái dòng GTS nó làm mấy cái hộp như vậy nè các bạn. Đó. Cái nắp của nó nè, các bạn thấy cái nắp của nó làm chấm lỗ này nè. Đó, chắc để phân biệt cái GTS V3 hay sao á. Đó, cái ốc của nó nè. Thì mình hồi lâu nè các bạn thấy không? Nó làm lõm trong đầu trên đây nè. Mấy cái đường viền này nó làm lồi lên để cho mình tạo cái cảm giác mình cầm này nè. Đó, mà cái nhựa của nó cũng là nhựa bóng luôn. Thì mình chơi mình cảm thấy chơi nó rất là ngon, rất là mượt luôn á. Nhưng mà mình nhớ là hồi xưa có cái bạn nào review á, nói là cái con GTS V3 này nó không có được ngon như là GTS V2. Đó. Mình lâu rồi mình coi không, mình cũng không nhớ là cái bạn nào review nói nữa. Nhưng mà mình có nhớ nói á, là nói là giống như là khúc đó thằng GTS V3 nó vừa mới ra nè. Đó. Thì
thì các bạn đó review nói là nó không có được ngon như là cái thằng V2. Thì thôi, tại vì mình thì mình cũng đâu có chơi nhiều đâu, mình chiếu mình mua, mình sưu tầm, mình mua cho đủ bộ mà. À, đây. Đây. Đây là các bản GTX V2 đây. Đó. Rồi, phụ kiện của nó thì nó không có gì hết, nó chỉ cái hộp vậy thôi. Đây là cái bản tích cơ dán. Đó. Thì con GTX V2 này là một thời là nổi đình nổi đám luôn á, lúc mà mấy con Gen 11 gì chưa ra đó, là con này là rất là nhiều bạn chơi luôn á, là lấy con này để đi thi đấu hay gì luôn á, ai cũng chọn con này hết á, một thời đình đình đám luôn đúng không? Các bạn nào đã từng sở hữu qua rồi các bạn cũng biết rồi, nó rất là mượt, thậm chí tới bây giờ luôn nó chơi cũng vẫn còn ngon nữa, nó mượt nó quay đã lắm luôn các bạn. Rồi, mình quay cái kêu của mình quay lum la giờ nó tài la luôn. Rồi. Tiếp đến là em cũng em GTX V2 luôn. Đây. Em này là cái em bản tích cơ LED. Đó. Thì cái con bản tích cơ LED này nè là cái con mà nó đúng luôn là cái con đầu tiên mình mua khi mà mình mới chơi Rubik lại á. Đó, lúc lúc mà mình mới chơi Rubik lại á là ngay cái thời điểm đó đó là cái con GTX V2 này nè là năm như mình nhớ là năm 2019 á, là nó rất là nổi đình nổi đám luôn á, mà thậm chí khúc đó, đó là mình chưa có biết Rubik, nói chung ra là mình biết chơi Rubik lâu rồi nhưng mà ý là mình không có rành về hãng này hãng kia hay Rubik nào ngon Rubik nào dở á, chỉ biết là mua Rubik hàng chợ hay là nói chung có con Rubik là chơi thôi, mà tự nhiên lúc đó con này nó nổi đình nổi đám nè, ai đi đâu ai cũng nói đó, rồi cái mình quyết định mình mua luôn đó. Chơi chưa có giỏi luôn á mà hồi thời điểm đó mà dám mua cái con này luôn. Đợi tới bây giờ luôn á là xong rồi cái mua được cái con bảng đen nữa là coi như là nó là vừa bảng trắng vừa bảng đen luôn. Dạ. Tiếp đến là em cũng mua du con này là của W W gì nè. WRM đó. Ủa mà sao nó cũng ghi là WCA là làm sao ta? Hay là cứ cũ mua du là nó vậy ta? Đó. Thì lên tới cái bảng này á nó cải tiến nè, các bạn thấy ui chà đó, cái hộp phụ kiện của nó là nhìn nó xịn sò hơn, ây chà nó tùm lum tà la ra luôn á. Đó. Lên tới cái bảng này thì cái hộp phụ kiện của nó là nó rất là đầy đủ luôn, các bạn thấy không, quá trời luôn nè. Đó, giờ đồ chỉnh giờ tùm lum tùm la các thứ luôn. Ồ, giờ để lại làm sao đây? Này vô đây. Đó, thôi cái này bỏ qua một bên đi. À, tí nữa rồi mình xếp lại sau để mất thời gian của các bạn. Thì ảnh cũng được đóng trong một cái hộp y như là những cái con này thôi, hình như là của mấy thằng Moju mà đời này nó hay đóng trong cái hộp này lắm. Ủa rồi do mấy thằng Moju kia là à, kia kia của QG, mình lộn con này á, thì nó được cải tiến á, là nó có cái độ chỉnh 500 nè đó. Các bạn thấy nó có cái đồ đồ để có con ốc mà dạng như là 500 khoan lỗ mà mấy cái kiểu mà mình thích á, mà mình hay khoái mấy cái mẫu 500 khoan lỗ á, mà nên mình mua, mà giá thì nó lại rất là rẻ luôn, rẻ hơn hai cái bản mà 2019 với lại 2020. Thì không biết là nó có chơi ngon bằng, chắc hình như là nó không ngon bằng con 2020 đâu, chẳng qua là tại nó đúng luôn đó, nó ngon hơn là tại vì á, là nó thứ nhất là giá nó rẻ, lại thứ hai nó có cái này 500 khoan lỗ như vậy nè, nó làm đẹp cái con đuối thôi, chứ theo cảm nhận của nhiều bạn ở chơi á, nói là con này nó không có ngon bằng con 2020. Rồi. Đây, nói tới 2020.
Đây, nó đây, em 2020 đây. Đó. Không, hộp của nó cũng nè, đó. Cũng y như là những cái hộp của con 2021 luôn nè các bạn thấy không? Nó cũng đầy đủ tất cả các phụ kiện của nó luôn nè. Đó. Nó quăng vào. Rồi, đây hộp của nó cũng cũng là cái hộp đặc trưng luôn. Đây con 2020 đây. Đó, con này là nó là cái nhựa nhám, làm nhựa nhám. Đó, có một số bạn nói là con này là chơi là rất là ngon luôn, nó rất là xịn sò luôn đó. Thì mình cầm lên mình quay nè, mình cảm thấy nè không, mình là người không chơi tốc độ đó, mà mình quay mà mình thấy còn thấy sướng tay nữa, nói chi là các bạn mà rồ đó, các bạn đi thi đấu hay là các bạn chơi chuyên nghiệp á. Thì mình chỉ là dạng như chỉ mình chỉ là review sơ sơ qua thôi, thì mình nói chung là cũng không có được gọi là chuẩn xác á, tại vì mình không có chơi tốc độ. Với lại mình thậm chí mình có nhiều bạn á, yêu cầu mình mua lúp á, về lúp vô đi mình nó bây giờ nói thẳng luôn, bây giờ mình còn không biết cái lúp phân biệt cái lúp nào ra lúp nào nữa, tại vì mình đâu có chơi nhiều đâu. Mà bây giờ có một số bạn á, thì lại nói mình á, anh ơi đừng có lúp mấy cái con này, tại vì nếu mà mình sưu tầm á, mình mua xong mình để đó 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 mà mình lúp vô á, thì cái dầu lúp á, nó sẽ làm hư cái con Rubik đó, đúng không các bạn? Thì tốt nhất á, là đáng lẽ luôn á, đáng lẽ là mình phải tháo ra mình vệ sinh á, mình vệ sinh cho nó hết cái lúp luôn á, giờ mình để đó đó thì mình trưng thì mới được đâu. Còn nếu mà mình lúp vô á, mà mình không chơi mình để á, là nó sẽ tan xét mấy cái con ốc á, và nó sẽ làm hư hư cái con Rubik luôn đó, đúng không các bạn? Thì đó, có một số bạn cũng khuyên mình là như vậy đó, tức là nếu mà mình lúp vô á, mà mình không chơi á, nó sẽ bị tan, nó bị hư mấy cái con ốc nó luôn. Rồi. Tiếp đến là em 2019. Em này là bây giờ là siêu hiếm luôn á, bây giờ thậm chí là bây giờ không còn hàng luôn, tại vì nó từ năm 2019 rồi. Đó. Nó cũng là cái chữ WCA luôn nè. Cũng 3 giây 4 3 giây 47 nè. Đó. Hộp phụ kiện của nó cũng như như nhau luôn. Đó. Không khác cái gì hết, y như con hộp phụ kiện của 2020 với 2021 luôn. Đó. Thì cái bảng này nè, nó có hai bảng, một bảng không có 500, thì có cái bảng không 500 á thì shop mod, còn cái bảng này là cái bảng mà nguyên bản của hãng mod 500 luôn. Thì mình săn dữ lắm đó, mình mới được cái con này á. Mà nói chung ra là mình săn á, là để mình săn cho nó đủ bộ thôi, chứ không biết là có một số bạn nói là con này ngon hơn con 2020, có số bạn nói con 2020 ngon hơn con này, thì mình cũng không biết là như thế nào nữa, nhưng mà theo cảm nhận của mình thấy là hai con nó tương đương nhau à, thấy nó đã lắm. Thì cái này là chắc tùy theo người chơi thôi. Đó. 500 là gì, quay nó rất là mượt luôn, rất là đã luôn. Đó. Thì chủ yếu là mình sưu tầm, mà mình mua mình sưu tầm rồi mình quay mình review cho các bạn như vậy thôi á, chứ mình không có phải là dân chơi nhiều, nên mình cũng không phải là mình quay là để mình biết là cái cảm nhận nó như thế nào, hay là giờ mình phải lúp vô rồi chơi nó mới ngon, hay là phải chỉnh ốc. Thậm chí á, mình nói ra các bạn coi mấy cái ốc này nè, là mình để nguyên bản luôn, mình mua về là mình để luôn á, mình không có biết cách chỉnh nó luôn á, chỉnh về độ 1, độ 3 hay tốc độ 5, độ 6 gì luôn luôn á, tại mình là dân sưu tập và các bạn cũng biết rồi đó. Dạng như mình thích con nào á, mình mua, với lại mình mua theo yêu cầu của các bạn á, các bạn kêu mình mua con gì thì mình mua con đó, để về mình khui hộp ra mình review cho các bạn vậy thôi đó. Thì mong các bạn cũng thông cảm và ủng hộ mình nha. Rồi đó, đợt này là bộ sưu tập Mu Du mà các bạn đã yêu cầu, còn còn gì nữa không ta, hình như hết rồi. Để đợt sau mình sẽ review tiếp những cái con 3x3 khác nữa đó, thì mong các bạn nhớ đón theo dõi nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like, đăng ký và chia sẻ video mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye, chào tạm biệt.